Chào các bác. Hôm nay em quay video giới thiệu cho các bác đến các bác một cái loại hoa lan, đó chính là loại giả Pháp. Phong lan giả Pháp. Loại này nó là một loại cây công nghiệp thôi, nhưng mà nó rất là dễ trồng và dễ ra hoa. Cái tỷ lệ hoa của nó như các bác nhìn thấy đây, nó chiếm khoảng tầm độ 30 đến 60% trên một thân, chiều dài của một thân. Loại này nó rất là siêng hoa. Những năm trước khi mà loại này mới có thì nhân giống được chia rất là nhiều. Thế nên là bây giờ thì nó cũng không phải là loại ít nữa, nó có rất là nhiều. Gần như rất là nhiều cửa hàng bán, và trong loại này trong miền Nam nuôi trồng rất là tốt. Ngoài Bắc thì nuôi trồng nó cũng đạt như thế này. Ngoài trong miền Nam ấy, thì người ta nuôi loại giả Pháp này nó đạt khoảng tầm độ 1,5-2m là chuyện bình thường. Đấy. Nhưng còn ngoài Bắc thì nó chỉ đạt tầm độ khoảng 1m đến 1,2-1,3m thôi, chứ nó không được nhiều các bác ạ. Nhưng mà so với các loại hoa lan thì cây này thì nó siêng hoa như cây hạc vĩ. Nó rất là siêng hoa và hoa rất là thơm các bác nhé. Không những thế, ngoài ra thì cái cây này á, nó rất là dễ ra kỳ các bác. Khi mà các anh chị chơi cái loại giả Pháp này, nó nhân kỳ nó rất là nhanh. Nhân kỳ có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ ra kỳ ở trên những cái thân đã ra hoa đây này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, những cây nào nó ra hoa rồi nó sẽ ra kỳ như này. Và kỳ khi mà mình nhân giống nó rất là dễ. Như cái chỗ này đây là những cái thân bé này nó vẫn ra rất là nhiều kỳ. Bởi vì loại này nó vừa siêng hoa mà vừa siêng kỳ. Nếu như trong các loại hoàng thảo như hạc vĩ, phi điệp hay long tu, hay là một số những cái loại khác, thì em thấy là cái cây giả Pháp này nó là một cây dễ trồng, dễ nhân giống và rất là siêng hoa. Cái loại này các bác mà ghép vào bảng giớn, ghép theo từng mảng như này, nó sẽ ra từng thảm hoa rất là đẹp. Đấy. Thì cái cây giả Pháp này ngày trước cái giá thành nó cũng cao, nhưng bây giờ thì nó cũng rẻ hơn nhiều. Mà những cái đoạn mà bác nhân kỳ thì chỉ 1-2 năm là các bác có thể ra được vài giò lan to như thế này. Đấy, khoảng tầm 3 năm. Bởi vì những cái mắt ngủ của ở từng cái lá ấy, mỗi cái lá là sẽ có một mắt ngủ. Và những cái mắt mà đã ra hoa rồi thì nó gần như là không ra kỳ nữa. Và vẫn có thể ra kỳ riêng loại giả Pháp này. Và những cái mắt nào mà không ra hoa thì gần như tỷ lệ nảy kỳ của nó cũng chiếm khoảng tầm 50%. Tỷ lệ kỳ rất là cao và cũng rất là khỏe. Thế nên là cái việc mà nhân giống từ một giò giả Pháp này sau 3 năm mà thành 2-3 giò là chuyện bình thường và rất là to. Trong tất cả các loại hoàng thảo thì cái cây giả Pháp này với cây thiên cung ấy, thì nó là hai cây mà rất là dễ nhân giống. Và em thấy là dễ nhân giống nhất trong các loại hàng công nghiệp này. Bởi vì nếu như mà trầm trắng hay trầm tím hay là các loại Hawaii ấy, hay là một số những loại lan công nghiệp như vôi lai hay các thứ, hay là hồng trầm, các loại trầm, thì cái cây giả Pháp này em đánh giá nó rất là cao. Trong việc là nếu như anh chị nuôi trồng và nhân giống để ngắm hoa, hoặc là ghép lên trên cây, ghép lên những cái cây sống, những cái cây mà nó đang phát triển ấy, cây còn sống, ví dụ như những cây trồng trong nhà ấy. Đấy, cây trồng trong khu sân vườn nhà mình ấy. Đấy, thì anh chị có thể là trồng những cái loại giả Pháp này xong ghép lên. Ghép trực tiếp lên cây hoặc là ghép qua bằng giớn. Xong để khoảng 1 năm, khi thuần rồi thì anh chị cho lên trên cây. Thì nó phát triển rất là dễ và rất là dễ hoa. Khi mà ở trong vườn nhà mình ít nắng ấy, nó vẫn ra hoa bình thường. Tỷ lệ nó cũng phải chiếm được tầm khoảng 10-30% là có hoa trên chiều dài một thân. Thân thì nó cứ dài tầm độ từ 40 trở lên là bắt đầu có thể có hoa được. Rất là siêng hoa các bạn. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái thân lá nó một chút, để các anh chị đi mua đỡ bị nhầm lẫn cái cây giả Pháp này. Bởi vì có nhiều anh chị là bán hàng, nhưng mà người ta không thực sự hiểu về cái cây giả Pháp này. Có khi là lấy cả cái cây giả Pháp để bán thành phi điệp, hoặc là bán thành một số cái cây khác, khi mà chưa thực sự hiểu và nhận biết được về cái cây lan này. Thì cái cây giả Pháp của nó thì nó có một cái đặc trưng nhất. Có nghĩa là trên thân lá của nó, thân lá như cái này thì nó đang bị rụng rồi, nhưng còn những cái đoạn mà còn xanh, đây anh chị nhìn này, thân lá nó đều rất là tím. Nó rất tím. Và cái thân của nó là tím vô cùng. Đây, anh chị nhìn thấy không ạ? Thân lá rất là tím và nó chấm rất là đều. Chấm toàn bộ thân, gần như thân xanh sạch là không có.
không bao giờ có sân xanh sạch và ít chấm là cũng có, không có mấy. Nhưng chủ yếu là cái tỷ lệ này rất là nhiều, cái tỷ lệ thân chấm tím này. Đấy chị nhìn này, thân nó chấm tím từ đầu cái đốt đến cuối cái đốt và thân nào nó cũng như vậy. Dù anh chị nuôi trong nắng hay là nhiều nắng ít nắng hay trong mát thì cái tỷ lệ thân của nó thì gần như tím nó là như nhau. Nó cứ chấm đều, chấm li ti trên thân. Chấm rất là nhiều. Đấy. Chấm nhiều như là cái màu của cánh hoa ấy. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Đấy, nó chấm rất là nhiều. Chấm rất là nhiều, dù cái thân có hoa hay là không có hoa thì cái có lá hoặc không có lá thì trên thân nó vẫn cứ chấm thôi. Đấy. Và cái mầm của nó cũng thế anh chị nhá. Cái mầm của nó cũng vậy. Cái mầm của nó cũng tím như này. Mầm của nó cũng tím. Và cái loại này thì một năm thì nó phát triển ra một lần thôi. Nó cũng có đẻ nối. Như những cái cây ở trên đây là ngắn ngắn thôi, những cái cây đẻ nối 20-30 cm là những cây đẻ nối. Khi mà nó khỏe thì nó tự đẻ nối. Cây nó cứ khỏe là nó tự đẻ nối thôi. Hoặc là anh chị có thể sử dụng thuốc cái kia cái mầm ấy, anh chị có thể phun để cho nó đẻ nối ra. Thì cái mầm nó sẽ đẻ thêm một lứa, gọi là một lứa mầm ở trên. Vào cái dịp tầm tháng 7 tháng 8 khi mà thân tơ của nó khá dài rồi thì anh chị có thể là gọi là phun kiki để cho nó nảy mầm gốc, hoặc là bôi trực tiếp bằng cái kiwi đỏ hoặc là kipro. Còn phun anh chị sử dụng kiwi xanh. Thì đấy là ba cái loại rất là hiệu quả sử dụng trong việc kích mầm kiki. Thì cái cây giả pháp này thì nó ra hoa vào dịp mùa xuân và dịp tháng 3, tháng 4 là chủ yếu. Nó cũng có những vào những cái dịp sớm hơn. Khi mà anh chị nuôi trồng trong miền Nam, nuôi trồng ở những cái từ Huế lật vào ấy. Đấy, gọi là từ Huế lật vào thì là cái tỷ lệ nở hoa trước là có. Có những nơi là như Lâm Đồng ấy thì là nở hoa, cứ khi là nở hoa vào trước Tết hoặc là nở hoa đúng Tết thì nở sớm. Nhưng còn ngoài Bắc thì nở ở muộn hơn. Ngoài Bắc thì nó nở vào dịp tháng 2, tháng 3, tháng 4. Có khi ở tháng 5 là nó cũng có, nhưng tỷ lệ nó thấp hơn. Thì còn tháng 3, tháng 4 là nhiều. Là cái cây giả pháp này thì nó tùy phụ thuộc vào vùng miền nuôi trồng ấy, và cách trồng, cách chăm, độ sáng, các thứ. Còn trồng cái loại giả pháp này nó cũng rất là dễ. Đây như anh chị nhìn thấy là em sử dụng cái bảng dớn màu đen này. Đấy. Cái bảng dớn này thì mình có thể ghép ngang hoặc ghép dọc tùy. Nếu như mà như cái bảng ở đây mà em đang quay video mọi người thấy ấy, thì em ghép ngang thì sẽ ghép được nhiều cây hơn. Và ghép được nhiều cây thì nó sum xuê nhìn nó đẹp hơn. Chứ còn thực ra thì nếu như mà được ấy, thì anh chị nên ghép dọc của nó thì cái tỷ lệ thoát nước nó tốt hơn. Thì cây nó đỡ bị bệnh, đỡ bị nấm hỏng rễ. Hỏng rễ thì nó đỡ lây lan lên thân. Chứ còn nếu như mà nó hỏng thì từ cái rễ thì nó sẽ ăn lên trên thân, nó sẽ gây ra nhiều bệnh như đốm lá, thiếu nhũ này các thứ. Và hỏng gốc, hỏng lá, hỏng cây. Đấy, thì ghép chiều dọc để cho nó thoát nước tốt hơn. Còn không thì anh chị nên ghép vào các loại gỗ để cho nó thoát nước tốt. Bởi vì cái dòng hoàng thảo thì cũng không nên quá ẩm. Nhưng mà nếu như mà anh chị mà nuôi ẩm mà có thể mình có nghĩa là mình có thể điều tiết được lượng nước ấy, thì trồng một chậu thì thân lá nó thân nó dài hơn và to hơn, mập hơn. Nhưng mà cái tỷ lệ mà nó chết thì nhiều hơn. Đấy, nếu như mình không chăm sóc được là tỷ lệ chết nó rất là cao. Còn khi mà anh chị mà nuôi vào những cái củ gỗ hay là những cái bảng dớn như này nó thoát nước cũng nhanh, thì cái việc mà nó tỷ lệ nó bị bệnh nó ít hơn, bởi vì nó khô mà. Thường thì em chỉ thấy là cái loại hoàng thảo này nó mà có chết thì chủ yếu là do là bị ướt quá. Chết vì ướt, không nấm bệnh thì nó mới hay bị chết thôi. Chứ còn bình thường thì nó lại khô thì nó có thể là cây nó hơi còi tí thôi, nhưng mà hoa của nó lại rất là nhiều hoa và nó ít bị bệnh. Và mình chăm sóc nó dễ và đơn giản hơn. Anh chị chăm sóc cái gì cũng được, không bón phân cũng được, mà bón phân thì nó vẫn tốt hơn. Đấy, nó cũng dễ. Còn đây như cái này thì em sử dụng một lượt phân tan chậm đó, phân trì Nhật Bản ạ. Đấy, một năm thì bón cho nó 2 lần hoặc là 1 lần thì tùy vào điều kiện của từng nhà. Như em thì có cây thì em bón 2 lần, cây em bón 1 lần, bởi vì cái đấy là nó là dùng cho 6 tháng mà. Thì sau 6 tháng chúng ta mới phải thay. Chúng ta có thể thay cũng được, mà không thay thì cũng được. Thì tùy vào từng gia đình. Đấy, khi mà chúng ta phân bón lá nhiều thì không cần phải bón phân tan chậm mấy. Còn khi mà chúng ta
bón phân tan chậm nhiều rồi thì không cần bón phân qua lá mấy nữa. Thì đấy là một số những cái cơ bản và những cái nhận biết hay là cách trồng về cây giả pháp. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào.